Thưa quý vị, một cô gái tiếp viên trong quán karaoke được bao bọc bởi người đàn ông bằng tuổi cha mình. Cô được giải thoát khỏi công việc nhạy cảm kia để làm công việc mới. Tình cảm của họ được nhen lên. Chuyện gì sẽ xảy ra? Xin mời quý vị theo dõi tiếp câu chuyện của chúng tôi ngay sau đây. Lần đó, Linh đến dọn nhà. Cơn mưa lớn bất chợt lúc chiều muộn khiến em không thể ra về ngay. Do mất điện đột ngột, do mưa hay do ham muốn lâu ngày của thằng đàn ông trỗi dậy, tôi đã không thể kiểm soát mà ôm ghì em vào lòng. Lạ là Linh không hề đẩy tôi ra, và tôi đã lấy đi lần đầu tiên của người phụ nữ đáng tuổi con tôi như thế. Tôi không từ chối, cũng không sợ hãi. Tôi chấp thuận như một sự trả ơn. Ngày hôm đó, tôi vui vì nhờ sự giúp đỡ của Hùng, tôi đã gom đủ 50 triệu gửi về cho ba tôi. Bà bảo mẹ được tiêm thuốc kịp thời nên cơ hội điều trị rất khả quan. Thế là mẹ tôi được cứu rồi, và người đàn ông này chính là ân nhân của gia đình chúng tôi. Sau khi được thỏa mãn, tôi có thoáng chút hối hận và tự trách mình. Tôi định bụng sẽ đền bù Linh bằng vật chất. Đó chính là điều cô ấy muốn có nhất. Còn cuộc đời tôi, từ đầu cho tới cuối, đều đã phụ thuộc vào gia đình giàu sang này rồi. Hùng thuê cho tôi một căn chung cư mini. Hàng ngày tôi vẫn đi làm tại tiệm tóc. Lúc rảnh ông qua, chúng tôi chằm bẵm, quấn quýt, âu yếm nhau. Đôi khi tôi cảm thấy cứ thế mà sống, rồi có với ông một đứa con. Tôi sẽ đi làm, kiếm tiền nuôi con. Tiền ông ấy đưa thêm, tôi sẽ dành dụm gửi về cho gia đình, mà chẳng cần phải có một danh phận nào cả. Tiếng là giám đốc doanh nghiệp lớn, nhưng tất cả kinh tế trong nhà đều một tay vợ tôi nắm giữ. Khi bà ấy đi du lịch hay tụ tập bạn bè dài ngày, tiền sẽ được phát cho tôi theo hạn mức thẻ hàng tháng. Khi bà ấy trở về thì ngoài vài triệu tiền tiêu vặt, hầu như vợ tôi không chuyển khoản thêm đồng nào. Tôi chưa bao giờ hỏi xin tiền Hùng. Ông có bao nhiêu đưa thì tôi nhận, không thì thôi. Được vài tháng đầu, số tiền Hùng đưa tôi còn rủng rỉnh. Tôi có thể bớt chút đỉnh gửi về cho ba mẹ. Càng về sau thì càng khó khăn. Hùng cũng nói lý do vợ không chuyển trả lương cho ông vào tài khoản. Nhưng đến cái mức tiền nhà nhiều tháng cũng do tôi tự đóng, thì tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Linh bảo trả nhà, quay ở lại nhờ tiệm tóc, nhưng tôi không muốn. Như vậy khó đảm bảo an toàn cho tôi, khi mà ham muốn và nhu cầu của tôi với Linh ngày càng tăng. Nếu không giữ chỗ thuê này, riêng chỉ tiền thuê nhà nghỉ thôi cũng quá tội. Mà lơ ngơ, mụ vợ tôi biết được thì xong đời. Cuộc sống cứ thế trôi đi. Hơn 6 năm chung sống cùng Hùng, người xung quanh không còn bàn tán, dị nghị vì sự quá chênh lệch về tuổi tác giữa hai chúng tôi. Khi chỉ có hai người, Hùng luôn giữ cách xưng hô một câu chồng, hai câu vợ. Thoạt đầu nghe những ngôn từ ấy tôi cảm động lắm, gần như quên hẳn thực tế mà tin chắc tôi chính là vợ Hùng, là người ông tin yêu, thương quý nhất. Chỉ là không có giấy đăng ký kết hôn minh chứng của một cặp vợ chồng hợp pháp mà thôi. Càng trưởng thành, Linh càng đằm thắm đáng yêu. Bà vợ già suốt ngày đi chơi, tụ tập bạn bè nên chẳng mấy khi để ý đến tôi. Con cái, đứa đi du học, đứa bận mải với gia đình riêng cũng không ngó ngàng đến bố. Tôi gần như dành toàn thời gian cho Linh. Thật thú vị khi cơm no bò cưỡi, tôi chả mất mát thiệt hại gì. Số tôi về già, thế mà lại may mắn. 25 tuổi, tôi mong muốn có một gia đình trọn vẹn. Tôi đã từng nói với Hùng về việc mình muốn có một đứa con, nhưng ông ấy bảo cứ từ từ. Rồi cuộc sống, công việc, nỗi lo cơm áo, tiền gửi về cho ba mẹ cuốn tôi đi. Tôi cảm thấy mệt mỏi bởi đủ thứ phải lo lắng bươn chải. Càng mệt hơn khi người đàn ông nhất nhất bắt tôi phải gọi là chồng, xưng vợ, đã lâu lắm không giúp đỡ,
không hỗ trợ gì cho tôi. Mà trái lại, tôi gần như phải bao nuôi ông ta ăn ở, đáp ứng nhu cầu mỗi khi ông ta cần. Tôi cũng nhận thấy sự mệt mỏi, chán chường của người phụ nữ trẻ trung bên cạnh. Nhưng tôi cho rằng tôi xứng đáng được hưởng như thế, vì tôi đã giúp cô ấy tránh được kiếp nạn có thể phải làm vợ khắp muôn người, cho cô ta một công việc lương thiện, chỉ phải phục vụ một người đàn ông tử tế sạch sẽ là tôi. Vậy việc Linh phải chăm lo, phục vụ tôi như một người vợ là đương nhiên. Miễn bàn cãi. Mệt mỏi quá. Có lần tôi bảo với Hùng, nếu có thể, ông hãy cho tôi một số vốn để tôi mở cửa tiệm riêng. Rồi công việc ổn định, có thu nhập thì tôi còn sinh con nữa. Tôi khao khát có một đứa con. Con nữa? Cô này điên rồi. Tôi đâu cần có thêm con. Thân tôi bây giờ tôi còn lo chưa xong, làm sao có thể lo thêm cho một đứa con, mà lại là con ngoài luồng. Vợ tôi mà biết, có mà bà ta cắt cổ, rồi cả chức tước quyền hành trên danh nghĩa cũng đâu có thể tồn tại. Tôi hoàn toàn không biết những toan tính của Hùng. Cũng vì tôi tin và hàm ơn người đàn ông đã từng đưa tay kêu mang, giúp đỡ tôi lúc tôi khó khăn nhất, cùng cực nhất, nên tôi đã tự nguyện dâng hiến, trao gửi, âm thầm chấp nhận những mối quan hệ sai trái với người đàn ông đáng tuổi ba mình như một sự trả ơn báo đáp. Ấy vậy mà lúc tôi cần được bảo vệ nhất, Hùng đã quay lưng, thậm chí còn tát vào mặt tôi một cú trời giáng ngay trước mặt vợ mình. Thì bà ta vô tình phát hiện tôi hay đến tiệm tóc của Linh gội đầu, mà lại chỉ chịu cho một mình cô ấy gội. Sinh nghi nên theo đến tận tiệm làm ầm lên. Ngoài việc đổ tại em trèo kéo mồi chài và dáng cho em vài bạt tai cho mụ vợ yên lòng, tôi chả biết phải làm gì cả. Sau lần ấy, chị chủ tiệm nói cho tôi nghe những gì chị biết về Hùng. Nếu em còn cặp kè với lão này thì chỉ mình em khổ thôi. Lão ấy hèn lắm, mà tuổi xuân của mình thì có hạn. Gặp được người nào tử tế đáng hy sinh và trao gửi thì hãy trao gửi hy sinh. Giải thích, nịnh bợ chán ra thì bà vợ già của tôi cũng nguôi ngoai. Ngay khi mụ đi Thụy Sĩ du lịch cùng bạn bè, tôi lấy 20 triệu từ số tiền vợ chuyển khoản cho ở nhà chi tiêu đến ngay chỗ Linh. Chắc mẩm đưa em chừng ấy tiền, ngọt nhạt dăm ba câu là em lại ngã vào lòng tôi ân ái mặn nồng. Tôi không ngờ lúc tới nơi, Linh đang nằm trên giường dáng vẻ cực kỳ mỏi mệt. Nhiều tháng không gặp từ sau trận đánh ghen ầm ĩ, tôi bất ngờ khi Hùng vẫn tìm gặp tôi. Chẳng cần biết tôi ra sao, ông ta giả là nói cười, rồi sấn ngay lại, định đè tôi ra thỏa mãn nhu cầu như bao nhiêu lần trước. Tôi sợ hãi né tránh. Tưởng tôi giận dỗi, Hùng rút ra cả sấp tiền, rồi lại nhào vào tôi thèm khát. Tôi mệt lắm, tôi đang ốm, chẳng thể nào phục vụ ông được đâu. Lần đầu tiên Linh phản kháng, không hợp tác chiều chuộng, sự khó chịu bực tức của tôi dâng cao. Con bé này chán sống rồi sao? Tôi không chán sống, mà là tôi chán ông ta. Chán kẻ lúc nào cũng mặc nhiên cho mình cái quyền coi người khác như món đồ vật thuộc quyền sở hữu. Hóa ra bao nhiêu năm qua, vì hàm ơn, vì nhu nhược, tôi đã gửi trọn những năm tháng thanh xuân của mình cho một gã đàn ông không xứng đáng. Thấy bảo cô định bỏ việc, rời đây đi sao? Đừng có hòng thoát khỏi thằng này. Nếu muốn an ổn sống thì ngoan ngoãn nghe lời. Trái ý thằng này thì đừng có trách. Càng đến gần ngày nhập viện thực hiện thủ thuật, cơ thể tôi càng nặng nề khó chịu. Lấy cớ không khỏe phải tới bệnh viện khám bệnh, tôi dễ dàng qua mặt gã bảo vệ, hoàn thành nốt những mũi tiêm kích trứng cuối cùng. Tôi muốn làm mẹ đơn thân bằng phương pháp này, vì tôi không còn niềm tin vào đàn ông. Và quan trọng nhất, tôi cũng không còn nhiều thời gian cho việc thực hiện thiên chức này. Do Hùng thường xuyên ép tôi sử dụng quá nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp, nên sức khỏe sinh sản của tôi
cũng gặp vấn đề nghiêm trọng. Sau tất cả những gì đã trải qua, Linh có thể tồn tại nổi với đầy rẫy khó khăn và thiếu thốn vắng tôi sao? Lại còn muốn tự sinh con, tự làm cả cha và mẹ cho một đứa trẻ nữa chứ. Đúng là cô ta đầu óc có vấn đề thật rồi. Ở bên tôi, tự do, nhàn rỗi, vừa được ăn, vừa được yêu chiều hết mực. Vậy mà cô ta lại tự chọn cái kết chẳng ra sao này. Có đau tức, khó chịu. Nhưng lúc làm thủ thuật xong và được bệnh viện thông báo tôi có 7 phôi để chuyển, tôi vui lắm. Cứ nghĩ không bao lâu nữa, khi mầm phôi được bác sĩ cấy vào cơ thể, một sinh linh nhỏ bé sẽ được hoài thai. Tôi cảm thấy tràn đầy hy vọng. Trước đây đã bao giờ tôi không đơn độc một mình đối diện với khó khăn đâu. Nuôi con một mình tôi thấy không có gì đáng lo hết. Vừa làm mẹ, vừa làm cha thì có sao? Miễn là tôi có thể lo cho con tôi trọn vẹn, đủ đầy cả về vật chất và tình yêu thương. Sau chuyển phôi, tôi sẽ trở lại quê nhà, phụ 300 người mẹ đau ốm. Tôi sẽ mở một cửa tiệm làm tóc. Cái nghề tôi học được và thành thạo khi đến với thành phố này sẽ là cần câu cơm cho hai mẹ con và cả gia đình tôi. Thưa quý vị, đa phần cuộc đời các cô gái đã từng lầm lỡ đều có một kết thúc buồn. Rất may là Linh trong câu chuyện trên đã tìm được cách thoát ra khỏi cái kết như vậy. Hy vọng bằng sự chủ động của mình, cô ấy sẽ tiếp tục vượt qua và không phải hối hận về những quyết định lựa chọn làm mẹ đơn thân của mình. Những cô gái như Linh và bạn của Linh đúng là rất khó tìm được một cuộc sống tử tế sau những tháng năm dài chầy chật sống trong bóng tối. Có một đứa con khỏe mạnh để yêu thương, chăm bẵm, dựa cậy, có lẽ chính là ánh sáng, là niềm tin, niềm hy vọng giúp họ thoát ra khỏi vũng lầy tăm tối. Đến đây, chúng tôi xin được kết thúc chương trình giờ thứ 9 tuần này. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn.